Sau đây là tin bão trên đất liền, cơn bão số 3 Maon đã đổ bộ vào Trung Quốc và sẽ tiếp tục di chuyển về phía đất liền các tỉnh Bắc Bộ nước ta, gây mưa to, gió giật ở nhiều nơi. Hồi 19 giờ tối nay, vị trí tâm bão ở trên khu vực biên giới Quảng Ninh, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 đến 30 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6 giật cấp 9, đảo Cô Tô Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6 giật cấp 7, Phù Liễn Hải Phòng có gió giật cấp 7 cửa ông Quảng Ninh có gió giật cấp 6. Từ nay đến đêm mai ở khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to và rông kèm theo gió giật mạnh. Tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 100-180mm, đến 180mm, có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và Thanh Hóa, ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp.